Chào toàn thể anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Trên tay mình đây đó là một cái tờ giấy cọc đất ha. Thì mình cũng nói luôn lý do vì sao mà mình quay cái tờ giấy cọc này. Thì cách đây khoảng một hai tuần gì đó thì mình có quay một cái miếng đất đang bán ở Định Quán Đồng Nai. Thì chị khách của mình á thì rất thích miếng đất này và quyết định là cọc liền 100 triệu để mua miếng đất này. Thì ban đầu á, là chị tưởng là mình có thể xoay được tiền để mà mua, tuy nhiên thì không có thể xoay kịp đó, cho nên là chị quyết định là mình sẽ nhường lại miếng đất này cho những ai thích ha. Thì mình nói luôn là đây đất này á, là nhường lại chứ không phải là mua lướt sóng hay gì hết ha. Đó thì đó lý do vì sao mình quay rõ luôn cái tờ giấy cọc này cho anh chị mình xem rõ luôn chứ không phải mình nói nó giỡn hay gì hết. Thì mình cái thông tin mà của chủ đất địa chỉ chứng minh dân thì mình tạm thời là mình che lại ha, tức là mình không có show được để cho nó đảm bảo là cái quyền riêng tư ha. Thì đây thì cái miếng đất này á thì chị khách của mình á là đã chốt với lại chủ đất là giá mua là 1,5 tỷ và chị đã cọc 100 triệu rồi, còn lại 1,4 tỷ là tới ngày 26 tháng 10 là sẽ công chứng để mà mua. Đó, nhưng mà kẹt quá bây giờ là không kịp, sợ là không có được, cho nên là chị quyết định là chị bán nhường lại chấp nhận lỗ ha. Chị bán đúng là 1,5 tỷ luôn ha, chị chấp nhận là lỗ tiền hoa hồng cho môi giới đó. Tức là mình để cái cọc này để cho mọi người biết là chị mua đúng 1,5 tỷ và chị bán lại đúng 1,5 tỷ đó, chứ thật sự là chị không thể bán thấp hơn được nữa, thấp hơn nữa là coi như là bỏ cọc luôn chứ không thể bán được cái giá mà dưới 1,5 tỷ đó. Còn nếu trường hợp mà sau cái ngày công chứng này chị sẽ vay ngân hàng chị mua đất này luôn á, thì dĩ nhiên là sau khi mà công chứng rồi thì chị có bán nhượng lại á thì chị phải nhượng cái giá cao hơn đó, chứ không thể là mà nhượng lại 1,5 tỷ nữa. Thì mình cũng nói luôn cho anh chị của chú mình biết ha. Đó đây đó, mình có đại diện cho chị nhận cọc, ý là cọc đi cọc giùm chị nè đó, chị Phụng ha. Thì bây giờ thì anh chị của chú mình xem cái video bạn Nhân quay lại cho mọi người xem toàn bộ miếng đất này ha. Bạn Nhân sẽ quay rõ thông tin đất đai và đường xá rõ ràng luôn. Anh chị của chú mình cố gắng xem hết ha. Nếu mà ok thì có thể là liên hệ mình để có thể là xem miếng đất này đó. Dạ, Nhân xin kính chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Nhân xin thay mặt cho anh Dư gửi đến cô chú anh chị mình miếng đất vườn có diện tích là 4.980 m². Hiện tại là đất mình á đang có mặt tiền dài là khoảng là 40 m². Đây, từ vị trí mình đậu chiếc xe trên đó là ôm cua dài xuống tới bên nhà đây, tới nhà cô chú hàng xóm đây. Đấy. Bây giờ thì Nhân á sẽ tiến sâu vào đất mình cho cô chú anh chị mình xem. Hiện tại á đất mình á thì nó có hướng là hướng Tây Bắc. Mặt đường của mình á là đây là đường bê tông nha cô chú anh chị. Và cái điều đặc biệt á là đường mình đây là đường hơn 4 m, là hai ô tô né nhau là rất là thoải mái. Từ vị trí đường này á thì người ta gọi đây là con đường liên xã. Sẽ nói hai xã gọi là Ngọc Định với xã Phú Vinh. Đây là từ vị trí này, mình đi theo thẳng đường này đến khoảng 7 cây là mình sẽ gặp quốc lộ 20, là cũng là gọi là gặp đá ba chồng đó nha cô chú anh chị mình. Rồi khoảng 5 cây là cũng có một cái chợ gọi là chợ Phú Vinh. Đây. Còn vị trí chỗ này á, mình đi xuống khoảng là 1 cây số thì mình sẽ gặp là chợ Ngọc Định và chợ Thanh Sơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến sâu vào đất cho cô chú anh chị mình tham quan đất. Hiện tại á thì đất mình á rất là bằng phẳng, và thật sự thì đất mình rất là dễ hình dung. Diện tích mặt tiền của mình á thì hơn 40 m. Rồi cái chiều sâu của mình á là đi thẳng vô trong á là được bao quanh bởi
giá tỷ. Mình điếm tầm chắc hơn 100 cây. Thì giá tỷ này nó cũng là lâu năm rồi. Đất rất là bằng phẳng. Hiện tại là trên đất thì chủ vườn cũ của mình á, thì đang trồng một số hoa màu giống như là sâm sâm nè, rồi bắp, rồi chuối. Cái điều đặc biệt nữa là đất mình ở đây á, thì hiện tại đã có giếng khoan và điện điện dân dụng luôn nha cô chú anh chị mình. Đây, mình sẽ chỉ thẳng một đường cho cô chú mình dễ hình dung, ranh giới rất là rõ ràng. Từ vị trí này đi thẳng vào đó là hơn 120 m. Rồi mình băng ngang đó gọi là cũng hơn 40 m. Rồi mình ôm cua xuống đây cũng là hơn 125 m. Đó. Rồi. Thật sự thì đất mình thì cũng rất là dễ hình dung. Nên mình cũng không có quay gì nhiều. Bây giờ thì Nhân sẽ mời cô chú mình đi xem những cái chợ hay là những cái vị trí mà đất mình... Từ miếng đất của mình á, mình rẽ trái xuống vài trăm mét á, là mình sẽ gặp một cái đường nhựa rất là lớn nha cô chú anh chị mình. Xung quanh á, thì dân cư á, thì cũng là đông đúc. Thật sự là nói đông đúc á, thì nó cũng hơi quá. Tại vì ở đây á, ở quê mà, thì mỗi người thì cũng có 5-6 xào cho đến một mẫu. Nên nhà này cách nhà kia bởi là miếng đất thôi. Mình là đường nhựa luôn nha cô chú anh chị. Nhà đẹp quá. Ở vị trí của mình đây nè. Khi mình đi thẳng xuống khoảng một cây thì mình sẽ gặp một cái chợ gọi chợ Thanh Sơn. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ đi xuống sông Đồng Nai. Ở đó là người ta đang chuẩn bị là mở khu du lịch thác. Còn mình rẽ trái ra hướng đây nè, thì khoảng là 7 cây thì mình sẽ gặp là quốc lộ 20A, cũng là đá ba chồng luôn. Nói chung là mảnh đất của mình ở đây á, thì nó rất là thuận tiện cho việc đi lại. Cũng giống như là mình đi mua sắm nha. Rồi, bây giờ thì Nhân sẽ chạy thẳng xuống dưới cho cô chú anh chị mình tham khảo chợ nha. Từ ngã tư mình á, đi xuống vài trăm mét nữa thì mình sẽ gặp một cái là cầu treo Thanh Sơn. Cầu treo này á thì xe 4 chỗ nè với xe 7 chỗ thì mình đi qua rất là tiện lợi luôn nha. Đây, hôm nay thì Nhân sẽ gửi cô chú anh chị mình tham quan cái gọi là chợ Thanh Sơn ở Định Quán, Đồng Nai, gần cái khu đất của mình luôn nha. Ở đây á thì ở phía dưới là Bến Phà, thì người ta đang xây gọi là cầu cầu Bến Phà 107. Cầu này thì với chiều ngang là hơn 8 m, thì có lẽ là xe tải hay là xe chở hàng đều qua rất là thoải mái luôn. Đây, vị trí mình đang đứng gọi là sông Đồng Nai. Mới Thanh Sơn. Chợ này thì buôn bán rất là tấp nập luôn cô chú anh chị mình. Đây, tiệm điện nè. Đó. Đây, đây là chợ Thanh Sơn luôn. Nhờ cô chú anh chị mình. Hiện tại là mình đi tầm 10 giờ
nên cô chú anh chị mình ở đây thì cũng đang cũng chuẩn bị dọn hàng đó. Cô chú anh chị mình thấy chưa, ở đây rất là buôn bán, rất là tấp nập luôn, chợ rất là lớn. Đây, bây giờ mình quay ngược xuống nè cho cô chú anh chị mình xem cái cầu đang chuẩn bị xây rất là lớn. Bên trái mình là cầu treo Thanh Sơn luôn nha. Tương lai là khoảng một năm nữa thì ở dưới trong là 7 này nè, thì người ta đang xây một cầu rất là lớn luôn. Mình cũng là có một cái trạm xá y tế luôn nha, đường xá rất là tiện lợi. Rồi bên phải mình là một cái tiệm vàng. Đấy, ngay chỗ chiếc xe múc đó của chú chị mình thấy đó, là hiện tại là người ta chuẩn bị đang làm cầu. Đây, xưa giờ thì người ta gọi là chỉ là đi phà thôi, nhưng mà tương lai là mình sẽ có một cái cầu rất là lớn. Vâng, video của Nhân đến đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi nha. Từ cái vị trí đất của mình thì mình chạy tầm khoảng là một cây nha, là mình sẽ gặp là chợ bến phà. Đây, khu dân cư tập trung thì rất là đông đúc. Đây là đường trục đường nhựa chính nha. Vị trí bên trái mình đi khoảng 7 cây là mình sẽ ra là quốc lộ 20. Đây, chỗ đây thì những chợ này thì là buôn bán là rất là tấp nập. Đây, còn hiện tại thì Nhân sẽ quay xuống vị trí ở dưới. Khi mình đi ngược xuống thì ở đây là bến phà 107. Nhưng mà hiện tại thì ở bên đây thì người ta chuẩn bị là xây cái cầu. Cầu này thì là xe tải mình đều đi được nha. Một điều đặc biệt hơn nữa thì ở vị trí của mình đây nè, có hai cái bến xe. Đây là mình có thể là đi ra đến Sài Gòn. Bây giờ mình cho mọi người xem cái sổ hồng của miếng đất này ha. Đây hả, số tờ số thửa ha, anh chị cô chú mình có thể tự test quy hoạch dựa trên số tờ thửa luôn. Địa chỉ là ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 4.980 m² ha, thiếu 20 nữa là đủ đông 5.000 luôn. Hiện tại toàn bộ đã trồng cây, nhưng mà khu vực này là mặt tiền đường liên xã và khu dân cư, đường xá rõ ràng, đường bê tông ha, thì dĩ nhiên là tương lai là sẽ lên thổ cư được. Đây, đây là hình dáng đất mình ha. Nói chung là cái hình dáng đất này là quá đẹp rồi, nó vuông vức luôn ha. Vuông như đất nền luôn. Và đây mặt tiền được 40 m, dài xuống là khoảng 120 m ha. Thì chung là mình thấy là quá ok rồi. Và có lộ giới luôn ha, tức là cái đường này là đường liên xã, cho nên là tương lai là sẽ mở rộng. Nó mở rộng là khoảng mất đi của mình là khoảng hơn 500 m², nhưng mà chung là mình thấy cũng không xi nhê gì, tại đất mình rất là rộng, rất là dài, cho nên nó là đường mình mở rộng ra sau này thì chắc chắn là cái đất này rất là giá trị. Mình xin nhắc lại, đây là đường liên xã ha, đường liên xã Ngọc Định Phú Vinh, cho nên đó là nó có thể là chắc chắn là phải mở rộng rồi, cho nên là có hiện rõ trên lộ giới luôn nè, cho nên là miếng đất này rất là tiềm năng ở chỗ là con đường nó sẽ mở rộng ha. Rồi bây giờ thì mình cho mọi người xem cái vị trí của miếng đất trên bản đồ vệ tinh để mà dễ dàng hình dung ha. Đây, nó nằm trên con đường liên xã Phú Ngọc Định ha, đường này đường thông ha, đường thông giữa hai xã. Thì bạn Nhân có quay cho mọi người xem á, đây là từ đất mình đi khoảng một cây số là được
tới hai chợ luôn ha. Đây chợ này là chợ Thanh Sơn nè, ủy ban xã Thanh Sơn nè, đi qua bằng cầu treo ha, nhưng mà tương lai thì có cái cầu xe lớn qua được luôn đó. Đang làm đây cái cầu này nè, cầu ở ngay bến phà 107 này nè. Đó, thì đồng thời là đây có ngay chợ luôn ha, chợ chợ phà nè, chợ đây luôn. Nói chung là mình thi hai chợ luôn ha, một bên là bên Thanh Sơn, bên là bên Ngọc Định đó. Rồi từ đây á mà đi ra ngoài quốc lộ 20 á, ngay ngay cái trung tâm của huyện Định Quán nè, thị trấn Định Quán nè, đó Ba Chồng á, quốc lộ 20 nè, thì là chỉ khoảng hơn 6 cây số thôi nha. Đó, rất là gần. Đây nè, đó mọi người thấy không? Và ở đây á thì cách thành phố Hồ Chí Minh là hơn 100 cây. Đi thẳng quốc lộ 20 rồi về cao tốc đi là về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nói chung là đi cũng rất là nhanh thôi mọi người ha, tại giờ đi cao tốc không à. Rồi đi đó, nếu mà đi đến Đà Lạt á thì khoảng 200 cây ha. Nói chung ở chỗ này nằm giữa giữa ha. Đó, tiện đi Đà Lạt mà cũng tiện về Hồ Chí Minh. Đó. Thì nói chung là vị trí đất này thì mình thấy đó là ok. Đó. Đường thì đường liên xã khu dân cư. Đó. Và giá thiệt sự á, là miếng này á, mình nói thẳng luôn, cái giá mà 1,5 tỷ cho gần 5.000 mét vuông mà đường đường bê tông, đất vuông vứt khu dân cư, đường liên xã nha mọi người. Đây mặt tiền đường liên xã mình xin nhắc lại một lần nữa. Thật sự là những miếng đất mà ở Bà Rịa mình quay á mà đường liên xã như vậy là giá rất là cao. Thật sự là nếu mà mặt tiền đường liên xã mà ở Bà Rịa Vũng Tàu á, người ta bán mét thôi mà chứ không có bán xào gì đâu, thì giá nó nếu mà tính ra 5 xào như thế này á, là mình nghĩ là nó phải rơi vào tầm 3-4 tỷ á, chứ không phải là cái giá 1,5 tỷ gì đâu. Thật sự là miếng đất này mình đánh giá cao ở vị cái giá của nó là nó mềm mà đất thì vuông vắng đẹp hả, mặt tiền đường rõ ràng của dân cư hả. Thật sự là mình thấy là cũng hơi tiếc là chị chủ đất, chị khách của mình là không có kịp xoay tiền kịp để mua miếng này hả. Chứ mình thấy miếng này là gần như là không có gì để chơi. Thật sự là anh chị chú mình cứ lên xem đi hả, coi có gì để chơi hay không hả. Thì mình xin nhắc lại ha, chị bán đúng giá 1,5 tỷ hả, tại vì mình đã nói rõ từ đầu, mình đưa với cọc mọi người xem rồi là 1,5 tỷ, cho nên là giá này thì không có thương lượng gì nữa hết trơn á. À, thì ai thích thì mua, còn trường hợp mà nếu mà chị không bán được, ấy là không bán được á, thì chị sẽ vay và chị sẽ mua luôn miếng này. Đó, thì khi đó thì chắc chắn là cái giá sẽ khác rồi. Đó, chứ không phải là mình nói là mình hù dọa gì hết. Tại vì người ta cọc rồi, người ta ấy là người ta công chứng luôn rồi, thì sang tên luôn rồi, với lại coi như là người ta đã mua luôn rồi, thì dĩ nhiên là khi có bán lại thì cái giá phải khác rồi, chứ không thể là mà giữ lại cái nguyên cái giá 1,5 tỷ được nữa. Tại vì người ta mua đúng 1,5 tỷ rồi à, bây giờ là công chứng này nọ rồi vay ngân hàng này nọ lung tung hết bao nhiêu phí rồi, thì làm sao bán lại giá 1,5 tỷ được nữa đó. Rồi thì anh chị cô chú mình quan tâm thì cứ alo cho mình ha, số điện thoại mình là 0933 230243. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video ha, chào mọi người.